mới qua Thái Lan mua được con gián. Bữa này là cái kẹp thôi nè, thấy không? Đó, cái kẹp thôi. Nhưng bây giờ mình đem hù những người chưa biết con này. Quay chưa? Dạ không, em cứ quay. Quay hả? Dạ. Tặng này nè. Trời ơi, nó nhẹm con gián dạ. Đúng rồi. Em tưởng đâu đó là cái gì. Đúng tới. Ủa, mình giữ cái này nè. Hết vui luôn. Hết vui luôn. Em hù anh mấy cái này. Ông thổi hả? Cho chị này nè. Con đẹp chưa? Con đẹp không? Em 50 viên kìa. Hai mọi người. Tặng nè. Đóng thổi hả? Tặng túi nè. Còn thù không?